Em xin kính chào toàn thể các bác. Nhắc tới thương hiệu Odo 3610 thì các bác nghĩ tới ngay một chiếc thùng đồng hồ chân dài, kèm theo đó là một chiếc âm ngân nga vang vọng. Và với thương hiệu Odo 3610 thì được mệnh danh là nữ hoàng của âm thanh và sắc đẹp. Và trong video hôm nay thì em xin được giới thiệu và giao lưu với các bác chiếc đồng hồ Odo 3610 với một chiếc thùng zin tây còn nguyên bản rất là đẹp. Và chiếc đồng hồ Odo 3610 này thì chơi được hai bản nhạc, đó là bản nhạc gai độc quyền Calium và bản nhạc truyền thống Westminster điểm chuông kép bính bông. Và với một chiếc âm của một chiếc thùng zin tây thì rất là chuẩn âm rồi các bác ạ. Và chiếc đồng hồ Odo 3610 này thì bên em giao lưu với các bác với giá rất là hợp lý cho các bác chơi và thỏa mãn cái niềm đam mê. Nhiều bác đang lựa chọn và tìm kiếm một chiếc đồng hồ Odo 3610 với một chiếc thùng zin tây đẹp và giá thì lại phải bình dân và hợp lý. Thì đặc biệt chiếc đồng hồ Odo 3610 hôm nay em giới thiệu với một chiếc thùng zin tây đẹp này, bên em giao lưu với các bác với giá là 27 triệu các bác ạ. Và bác nào quan tâm đến chiếc đồng hồ Odo 3610 hôm nay em giới thiệu tới các bác thì các bác có thể liên hệ cho em qua số máy 0355 005 943 và cũng là số Zalo bên em. Và chiếc đồng hồ Odo 3610 này thì được bên em trực tiếp lên từ Odo 368 zin nguyên bản và với cái chất lượng và với cái kỹ thuật thì là trực tiếp bên em làm và em luôn đảm bảo cam kết bảo hành đầy đủ cho các bác là bộ máy chạy chuẩn chỉ và ba ổ cót zin nguyên bản chạy đủ tuần cho các bác yên tâm chơi và sử dụng. Và bây giờ em mời các bác cùng em đi tiến gần lại một chiếc đồng hồ Odo 3610 với một chiếc thùng zin tây còn nguyên bản và rất là đẹp các bác nhé. Và chiếc thùng đồng hồ zin tây này thì rất là lành lặn và với cái dáng vẻ và với cái bề ngoài vân gỗ của nó thì rất là nổi bật các bác nhé. Trông thì rất là đơn giản thôi nhưng mà nó toát lên một cái vẻ đẹp. Và với cái thương hiệu một chiếc thùng đồng hồ Odo 3610 thì chất âm của nó rất là ngân nga và rất là chuẩn tông rồi các bác nhé. Bên trên là tấm kính phẳng và bên dưới là một tấm kính rào mảnh ghép cạnh zin nguyên bản đây ạ. Điểm nhấn là tay nắm zin nguyên các bác nhé. Và chiếc thùng này thì em cũng đảm bảo với các bác là còn rất là chắc chắn, lành lặn, không có một mối hay là một chút cong vênh gì. Và chiều cao kích thước thùng là 68 và chiều rộng là 41 các bác nhé. Và thường thường những chiếc đồng hồ zin tây, chiếc thùng zin tây thì bao giờ cái thương hiệu của dáng thùng dài thì bao giờ nó cũng có hai bên móc cánh thùng đây các bác nhé. Và hai bên móc cánh của nó là hai bằng đồng luôn các bác nhé. Bên hông thùng rất là lành lặn nguyên bản luôn. Và em sẽ soi vào bên trong cho các bác cùng ngắm nhìn kỹ cho em một chiếc thùng zin tây còn rất là lành lặn nguyên bản. Vâng, với một quả lắp inox bóng loáng và một bộ mặt trung tâm là mặt số nổi chân cài cao cấp mạ chrome. Và điểm quan trọng nhất vẫn là hai bản nhạc với chiếc âm củ gầm mở thì tạo cho ta chiếc âm ngân nga vang vọng rồi. Em mời các bác cùng nghe và thưởng âm. Chiếc âm của gom mở kèm theo là một chiếc thùng zin tây nguyên bản thì rất là ngân vang và rất là chuẩn tông. Em mời các bác cùng nghe cái bản Westminster. Thank you.
Và bây giờ thì em sẽ giới thiệu về phần kỹ thuật máy của bên em và cái chất lượng của bên em. Trước khi bên em tuyển chọn mua máy thì em đã tuyển chọn rất là kỹ và đã kiểm tra từ những bao ổ cót là đều là nguyên bản các bác nhé. Và với một bộ gỗ của GM đây ạ. Vâng, đây, bộ mặt số nội chân cài cao cấp mạ chrome. Từ những bộ mặt số này bên em cũng tuyển chọn chất lượng và cao cấp nhất các bác nhé. Và đi kèm theo là một bộ máy Odo 36 rất là đẹp, máy 3 vách đều màu nhau, vàng, chắc máy không có tu rồi. Và ba ổ cót nguyên bản đây các bác cùng ngắm nhìn cho em, cái vấu cót nó đã chạy ra đến ngoài đây rồi. Và từ hệ thống bánh răng của nó còn rất đẹp và rất là nguyên bản. Trước khi bên em tuyển chọn mua máy thì em đã kiểm tra rất là kỹ và đã vệ sinh, tháo máy, ngâm dầu và đã lau dầu, cân chỉnh máy hoạt động chạy rất là ok rồi. Và bên em bảo hành đảm bảo cái chất lượng cho các bác là 3 năm lỗi kỹ thuật để các bác yên tâm chơi và sử dụng. Về phần kỹ thuật máy thì bên em thêm vào cái cần bính bên điểm giờ và thêm vào bộ phận quản lô gai này thôi, và cái cần gạt bài các bác nhé. Còn tất cả của nó đều là nguyên bản hết. Và hệ thống của nó từ hệ thống bánh răng nồi cót đều nguyên bản đúng như là máy 10 zin. Và cam kết bảo hành với các bác là 3 sợi cót zin nguyên bản chạy đủ tuần cho các bác yên tâm chơi và sử dụng. Và chiếc đồng hồ Odo 36 này thì em đã cân chỉnh và lau dầu máy và đã test kiểm tra chạy rất là ok rồi. Các bác chỉ việc alo và bên em sẽ ship tới tận nơi cho các bác và treo cho các bác, bảo hành đầy đủ cho các bác là bộ máy chạy chuẩn chỉ và ba ổ cót zin nguyên bản chạy đủ tuần cho các bác yên tâm chơi. Vâng, chiếc đồng hồ Odo 36 với một chiếc thùng zin tay rất là đẹp và chất âm rất là chuẩn tông rồi. Và bác nào quan tâm thì có thể liên hệ hoặc inbox cho em qua số Zalo. Và có thể về trực tiếp bên em được thì các bác cứ về tới cầu Điện Biên thì alo cho em. Nhà em ở ngay đó và bác nào không thể về trực tiếp được thì bên em có gửi xe khách hoặc ship bưu điện đến tận nơi. Và các bác có yêu cầu bên em lắp đặt cho các bác thì bên em cũng nhiệt tình đến và lắp đặt treo cho các bác. Vâng, đến đây thì em xin được kết thúc video. Hẹn gặp lại các bác.